Hello, xin chào mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Nước hoa thì được coi là một trong những cái dòng mỹ phẩm mà có cái độ nhạy cảm khá là cao. Nếu mà chúng ta không biết cách bảo quản hay là không bảo quản cẩn thận ấy thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mùi hương này, gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của cái những chai nước hoa đó. Đặc biệt ở trong cái mùa hè, thời tiết nắng nóng gay gắt ấy, mọi người cũng có thể thấy là và trong cái thời tiết mùa hè, dù kể cả là thực phẩm hay là mỹ phẩm của chúng ta hay bất kể những cái món đồ dùng nào mà chúng ta không biết cách bảo quản thì cái tốc độ nó hỏng nó cũng sẽ nhanh hơn so với những mùa khác, phải không ạ? Cho nên ở trong video ngày hôm nay thì Vân Anh sẽ hướng dẫn mọi người bảo quản nước hoa đúng cách. Và Vân Anh nghĩ rằng là những cái tip này sẽ có nhiều người không biết ấy, cho nên là mọi người đừng bỏ lỡ video này mà hãy cùng đi về Vân Anh hết video này nha. Điều đầu tiên này là chúng ta phải luôn đậy kín nắp nước hoa sau khi mà chúng ta sử dụng. Thay vì vứt chai nước hoa một chỗ và vứt nắp một chỗ thì chúng ta hãy tập cho mình một cái thói quen, đó chính là khi mà sử dụng nước hoa hay là khi sử dụng cái chai tinh dầu nước hoa xong thì chúng ta hãy đậy nắp, hãy xoáy thật chặt và để gọn vào một chỗ. Việc những cái chi tiết nhỏ như vậy thôi thì nó cũng sẽ giúp cho cái tinh dầu hương thơm ở bên trong những cái chai nước hoa hay những cái chai tinh dầu nước hoa này nó sẽ không bị oxy hóa, và cái dung dịch nước hoa cũng sẽ không bị cái bụi bẩn hay là vi khuẩn tấn công vào. Điều quan trọng hơn nữa là khi mà chúng ta làm như vậy thì nước hoa nó, những cái tinh chất của nước hoa nó sẽ không bị bay đi, nó không bị hòa vào không khí mà bị bay đi. Cái những cái mùi hương hoa cỏ tự nhiên ở trong đó ấy, thì nó sẽ lưu giữ được ở bên trong, nó sẽ được bảo quản tốt ở bên trong những cái chai nước hoa, trong những cái chai thủy tinh như thế này mọi người nhá. Điều thứ hai là khi mà chúng ta sử dụng nước hoa xong thì luôn cất gọn nó vào ở trong hộp nhá. Không ngẫu nhiên gì khi mà chúng ta mua những cái chai nước hoa hay là những cái chai tinh dầu nước hoa mà người ta lại cho chúng ta hộp cả. Tất cả thiết kế thì đều có mục đích của nó cả. Ngoài để bảo vệ cái chai nước hoa, những cái chai tinh dầu nước hoa thủy tinh như này không bị vỡ và giúp sản phẩm nhìn đẹp đẽ, sang trọng hơn, không bị vỡ khi đi vận chuyển, nhìn đẹp, mẫu mã bao bì sang trọng hơn, thì cái hộp này này nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Nó như là một cái lớp màng ngăn thứ hai để bảo vệ những cái chai tinh dầu nước hoa của chúng ta hay là những cái chai nước hoa bên trong của chúng ta. Khi mà chúng ta cất vào trong hộp như này thì nó sẽ có cái độ kín mít, nó không bị bay mùi hương ra ngoài này. Và hơn hết là nó sẽ tránh được những cái ánh sáng hay là những cái ánh nắng trực tiếp chiếu vào gây ảnh hưởng đến mùi hương hay là gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của nước hoa. Cho nên là mỗi khi chúng ta sử dụng những cái chai nước hoa hay những cái chai tinh dầu nước hoa xong thì luôn luôn nhớ là hãy cất gọn nó vào trong hộp như thế này nhé. Và cái điều này Vân Anh sắp chia sẻ đây thì Vân Anh nghĩ là có rất nhiều người cũng thắc mắc là nên để những cái chai nước hoa chúng ta sử dụng ở đâu để có thể được bảo quản được tốt nhất. Cái này thì Vân Anh cũng thấy là có rất nhiều người gặp phải cái lỗi này, đó chính là chúng ta không nên để những cái chai nước hoa của chúng ta ở những nơi mà có nhiệt độ quá là cao. Ví dụ là chúng ta để những nơi mà có ánh nắng trực tiếp nó dễ chiếu vào, những cái nơi như là để ở gần cửa sổ đón ánh nắng, ban công chẳng hạn, hay là chúng ta để những cái nơi như là khu vực bếp thì mọi người đừng nên để ở những cái nơi đó nhá, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến, thứ nhất là về mùi hương, thứ hai là cái nhiệt độ nó quá cao thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của nước hoa thôi. Chúng ta nên để những cái nơi khô ráo và tránh những nơi ẩm ướt nhá. Chúng ta hãy nên để những nơi khô ráo, nó có những cái nơi mà có cảm giác nó có cái bóng râm mát mẻ. Tuy nhiên thì Vân Anh nói thế nhưng mà mọi người cũng đừng nghĩ là sẽ để ở, nghĩ đến là để chai nước hoa của chúng ta ở trong nhà tắm nhá. Tại vì Vân Anh thấy rất là nhiều người có xu hướng là khi mà chúng ta tắm xong thì hay xịt nước hoa, cho nên là chúng ta tiện chúng ta để nước hoa ở trong nhà tắm để mỗi lần chúng ta dùng thì nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà đấy là một sai lầm rất là lớn nhá, bởi vì là nhà tắm là một nơi thì rất là ẩm ướt và
cái độ ẩm ướt như thế thì nó cũng sẽ sinh ra những vi khuẩn hay là nấm mốc, hay là việc chúng ta để ở trong nước hoa trong nhà tắm thôi thì cái mùi hương của dầu gội, sữa tắm hay những cái đồ mà chúng ta dùng hàng ngày ở trong nhà tắm ấy, thì những cái mùi hương đấy nó cũng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái hương thơm của nước hoa nữa. Thì cái độ hương thơm thì nó sẽ không được như bảo quản, nó sẽ bị dễ lây lan, dễ bám những cái mùi hương xung quanh, và những cái nơi ẩm ướt như thế thì bảo quản nó cũng không tốt đâu. Cho nên là mọi người tránh những cái nơi ẩm ướt như là nhà tắm này, để những nơi mà có nhiệt độ cao như là ở gần ngoài ban công hay là gần ngoài cửa sổ, tránh ở những khu vực đấy, tránh khu vực bếp nữa. Và thì thay vào đó thì Vân Anh thấy là khi mà chúng ta để bảo quản các dụng nước hoa ở trong tủ trang điểm hay là ở những nơi ở trong phòng ngủ thì nó cũng là một trong những cái nơi mà được coi là bảo quản nước hoa tốt. Và ngoài những tip trên thì khi mà chúng ta cất giữ nước hoa ở trong tủ lạnh ấy, thì đây cũng được coi là một nơi lý tưởng để bảo quản nước hoa thật tốt. Theo các chuyên gia thì sẽ có những cái hương thơm và có thể kéo dài tuổi thọ của nước hoa khi mà chúng ta bảo quản nước hoa ở trong cái môi trường có nhiệt độ thấp, nó sẽ dao động từ 8 đến 10 độ C. Cho nên là khi mà chúng ta bảo quản nước hoa ở trong tủ lạnh ấy, thì sẽ giúp cái hương thơm và giúp cái tuổi thọ của chúng ta sẽ kéo dài được lâu hơn. Nhưng mà khi mà mọi người bảo quản ở trong tủ lạnh thì mọi người hãy nên để một ngăn riêng để không bị lẫn những cái mùi thực phẩm mọi người nhé. Nên để một ngăn riêng, hoặc là chúng ta hãy bọc thật là kỹ, hoặc là chúng ta sẽ có những cái tủ lạnh hay là những cái tủ đồ mini để đựng mỹ phẩm của mình ấy, thì chúng ta có thể bỏ vào những cái tủ lạnh mini đấy thì bảo quản nước hoa cũng rất là tốt mọi người ạ. Ok, và đó là vài tip bảo quản nước hoa đúng cách thì mọi người hãy áp dụng ngay nhé. Và mọi người ơi, những cái chai nước hoa ấy thì sẽ có tuổi thọ, sẽ phụ thuộc nhiều vào cái nồng độ tinh dầu vào trong đó và cái thành phần được cái hương liệu tạo nên nó. Nó cũng giống như những cái loại mỹ phẩm khác thôi. Nếu mà chúng ta bảo quản đúng cách thì sẽ sử dụng được khoảng trong 3 năm khi mà chúng ta bảo quản ở những nơi mà tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào, hay tránh những nơi có nhiệt độ cao, ánh sáng trực tiếp chiếu vào nhiều quá. Ở đấy, ngay kể cả những cái chai tinh dầu nước hoa như thế này này, đấy, cái chai tinh dầu nước hoa này thì cái nồng độ tinh dầu ở trong đó nó rất là cao, rất là lớn rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta mở ra và bắt đầu sử dụng rồi thì nó sẽ dùng được khoảng ở trong 3 năm. Nếu mà chúng ta bảo quản nước hoa tốt thì cái hương thơm hay là cái độ ghi hương nó sẽ bền được lâu như thế. Khi mà chúng ta có quá yêu thích một mùi hương như thế nào đi nữa mà muốn bảo quản nó, dùng nó lâu hơn ấy, thì mọi người cũng hãy nên bỏ ra và dùng thường xuyên, chứ cũng không cần phải đợi dịch gì để dùng đâu. Hãy nên dùng thường xuyên chứ đừng để dùng lâu quá thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ hay ảnh hưởng đến mùi hương đấy. Cho nên là một cái mùi hương nào mình yêu thích hãy dùng thường xuyên và hãy dùng thật là nhiều, không cần phải lưu trữ hay là cất giữ nó quá lâu nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của Vân Anh. Hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.